Chúng ta sang phần tiếp theo. Ba, kết cấu tài khoản kế toán. Kết cấu tài khoản kế toán. A là kết cấu chung. Kết cấu tài khoản kế toán. A là kết cấu chung. Tài khoản kế toán được thiết kế theo hình thức chữ T. Tài khoản kế toán được thiết kế theo hình thức chữ T. Đây, bên trái gọi là nợ, bên phải gọi là có. Tài khoản kế toán được thiết kế theo sơ đồ chữ T. Bên trái được gọi là nợ, bên phải được gọi là gì ạ? Có đấy. Việc ghi chép vào bên trái được gọi là ghi nợ. Việc ghi chép vào bên phải được gọi là ghi có. Ghi nợ là ghi số liệu phát sinh vào bên nợ. Ghi có là ghi số liệu phát sinh vào bên có. Và nhớ một quy ước, đó là trái nợ phải có là quy ước. Nó không đồng nghĩa với nợ là tăng và có là giảm. Nhớ nhé các bạn nhé. Và không ai giải thích được tại sao bên trái thì gọi là bên nợ, bên phải gọi là bên có. Đơn giản đây chỉ là gì thôi? Quy ước. Giống như ai hỏi các bạn tại sao ra đường phải đi về bên phải, có bạn nào trả lời được không? Chắc chắn câu trả lời là gì ạ? Người ta quy định như thế. Với mỗi một lĩnh vực thì người ta đưa ra các cái quy tắc, đúng không? Đưa ra các cái quy tắc, và việc của các bạn là tuân thủ theo các quy tắc đó. Ở lĩnh vực kế toán thì người ta đưa ra quy tắc đầu tiên, đó là sơ đồ chữ T, là thể hiện kết cấu của tài khoản. Bên trái của chữ T đó chúng ta gọi là nợ, bên phải của chữ T chúng ta gọi là gì? Là có. Sau này sổ của mình sẽ có một cột là số tài khoản này, có một cột là số phát sinh để chia thành đôi là nợ và gì đấy, nợ và có. Thì cái biểu hiện của nó chính là chữ T, được chưa? Vậy thì vừa lúc nãy mình học là tài khoản kế toán của mình thì nó lại có là tài khoản loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và cho đến loại mấy ạ? Cho đến loại 9. Thì bây giờ chúng ta sẽ học kết cấu của các tài khoản mà chúng ta vừa đề cập xong, nhưng có đặc điểm chung. 1 với 2 chúng ta gọi chung là tài sản, 3, 4 chúng ta gọi chung là nguồn vốn, 5, 7 chúng ta gọi chung là doanh thu, 6, 8 chúng ta gọi chung là chi phí. Vậy thì chúng ta chỉ học kết cấu của 4 nhóm tài khoản đó, được chưa? B, kết cấu tài khoản tài sản. B là kết cấu tài khoản tài sản. Đối với là kết cấu của tài khoản tài sản, tức là nhóm 1 và nhóm mấy đây? Nhóm 1 và nhóm 2. Bên trái mình vẫn gọi là bên gì đấy các bạn? Nợ. Bên phải vẫn gọi là bên có. Và chúng ta có nhóm 1 và nhóm 2 có lưu ý đầu tiên, đó là dư đầu kỳ bên nợ. Phát sinh tăng được ghi bên nợ, phát sinh giảm được ghi bên có. Nhiều lần tăng cộng lại là tổng phát sinh nợ, nhiều lần giảm cộng lại là tổng phát sinh có. Và đối với tài khoản nhóm 1 và nhóm 2, nó có số dư cuối kỳ bên nợ, được chưa? À, thông thường trong kế toán này, những tài khoản nào mà đã có số dư đầu kỳ dư bên này thì cuối kỳ nó sẽ dư bên đó, được chưa? Tài khoản tài sản nhóm 1 và nhóm 2 thì bên trái chúng ta gọi là nợ, bên phải chúng ta gọi là có. Dư đầu kỳ bên nợ, phát sinh tăng được ghi bên nợ, phát sinh giảm được ghi bên có, nhiều lần tăng
cộng lại là tổng phát sinh nợ, nhiều lần giảm cộng lại là phát sinh có, và số dư cuối kỳ là bên gì đấy, bên nợ. Các bạn vẽ xong trong đó mình có một cái ví dụ để cho các bạn thấy là như thế nào được gọi là dư đầu kỳ. Nếu như một tài khoản mà mình vẽ sơ đồ như thế này, mà ở đây mình ghi là 111, thì mình hiểu đây là tài khoản đang phản ánh cho cái gì? Tiền mặt. Và chắc chắn bên trái của mình vẫn là gì ạ? Nợ. Và bên phải của mình vẫn là có. Nếu như mình ghi ở đây là 90 triệu thế này, thì 90 triệu này chúng ta gọi là gì các bạn nhỉ? Số dư đầu kỳ. Vậy mình hiểu 90 triệu số dư đầu kỳ này có nghĩa là gì? Tại thời điểm nào? Tại thời điểm đầu kỳ trong két công ty có bao nhiêu các bạn? 90 triệu. Đầu kỳ này có thể là đầu tháng 9, có thể là đầu quý 3, có thể là đầu năm, đúng không ạ? Vừa lúc nãy mình học kỳ kế toán có thể theo gì? Tháng, theo quý hoặc theo gì? Theo năm. Nếu như mình đang đề cập đây là năm 2019 thì 90 triệu này mình hiểu theo nghĩa là tại thời điểm nào của năm 2019 doanh nghiệp có trong két là 90 triệu? Đầu năm, tức là ngày mùng 1 tháng 1, mùng 1 tháng 1, đúng chưa? Tiếp theo này, đối với trường hợp tài khoản này, giả sử các bạn như này, ông Nguyễn Văn A mang tiền mặt đến trả tiền mua hàng kỳ trước cho doanh nghiệp. Tức là trước đây nó đang gì với mình? Nợ mình. Bây giờ nó mang tiền đến nó trả cho mình. Vậy thì theo các bạn, tiền mặt của mình thuộc nhóm tăng hay thuộc nhóm giảm? Tăng lên. Vậy theo cấu trúc tiền mặt mà tăng thì chúng ta ghi bên nào? Ghi bên trái, đúng không ạ? Ví dụ nó trả cho mình là 50 triệu, đúng không ạ? Hôm nay lại xuất quỹ tiền mặt ra 10 triệu để đi trả tiền điện cho điện lực thành phố Bắc Ninh. Mở két ra lấy 10 triệu mang đi trả. Vậy tiền mặt của mình tăng hay giảm? Giảm. Vậy theo cấu trúc này chúng ta để ở đâu ạ? Bên có là 10 triệu. Cũng trong ngày hôm đó mở két ra rút 40 triệu đồng để trả lương cho nhân viên, mở két ra lấy 40 triệu đưa cho nhân viên, thì tiền mặt của mình tăng hay tiền mặt của mình giảm? Giảm. Giảm đi, chúng ta ghi bên nào? Có. Ghi bên có đây là bao nhiêu? 40 triệu. Ngày hôm sau bà thủ quỹ ra ngân hàng rút tiền từ ngân hàng 60 triệu đồng về để vào trong két, thì tiền của các bạn làm sao? Tăng. Trong trường hợp này tiền mặt của mình là đang hết tiền, vậy thì bây giờ nó lại để thêm vào trong đó bao nhiêu? 60 triệu. Vậy tiền tăng thì được để bên trái bên phải? Bên trái. À, như vậy là giả sử trong kỳ kế toán đó chúng ta chỉ có các nghiệp vụ trên phát sinh, chúng ta cộng 50-60 là 110, 10-40 là 50. Vậy 110 này chúng ta gọi là tổng phát sinh gì các bạn? Phát sinh nợ. 50 này chúng ta gọi là tổng phát sinh gì? Phát sinh có. Vậy câu hỏi dành cho các bạn là đến cuối kỳ trong két của mình còn bao nhiêu tiền? Còn bao nhiêu tiền ạ? Trong két của mình còn bao nhiêu tiền thì mình sẽ là đầu tháng là có 90, để thêm trong két là 110, nhưng lại rút ra là 50. Như vậy là các bạn sẽ có là 100 bao nhiêu? 150. Như vậy mình sẽ có một cái kết quả 150 này gọi là gì các bạn nhỉ? Số dư cuối kỳ. Tức là lượng tiền doanh nghiệp có tại gì các bạn? Thời điểm nào các bạn? Cuối kỳ. Và chúng ta có 150 bằng 90 cộng với bao nhiêu ạ? 110 trừ bao nhiêu? Trừ 50. Có phải như vậy không ạ? Thế câu hỏi này, 90 này gọi là gì? Số dư đầu kỳ. Chính xác là dư nợ gì ạ? Đầu kỳ. 110 là phát sinh gì? Phát sinh nợ. Và 50 này gọi là phát sinh gì? Phát sinh có. Và 150 này là dư nợ tại thời điểm nào? Cuối kỳ. Và đây chính là công thức
để các bạn xác định số dư cuối kỳ của các bạn. Dư nợ cuối kỳ các bạn nghĩ. Dư nợ cuối kỳ bằng dư nợ đầu kỳ cộng gì nhỉ? Phát sinh gì đấy? Nợ chứ phát sinh có. Dư nợ cuối kỳ bằng dư nợ đầu kỳ cộng phát sinh nợ trừ phát sinh có. Và các bạn ghi lưu ý. Lưu ý. Tài khoản 131 tên của nó là gì nhỉ? Tài khoản 131 là phải thu của khách hàng. Có thể dư có. Vừa đây chúng ta chốt lại với nhau là những tài khoản nhóm 1, nhóm 2 dư gì? Dư nợ. Nhưng thằng này có thể dư có. Và nếu như ai đã từng đi học kế toán nhé, người ta gọi những tài khoản này nó vừa dư nợ nhưng có thể dư có là tài khoản lưỡng tính. Được chưa? Riêng tài khoản 214 thì có kết cấu ngược lại là sao? Tài khoản 214 tên của nó là gì nhỉ? Hao mòn tài sản cố định. Và chúng ta có kết cấu ngược lại thì là dư đầu kỳ bên có phát sinh tăng, bên có phát sinh giảm, bên nợ dư cuối kỳ bên có ngược lại mà, có đúng không? Xong chưa? À đây, nhớ này, tài khoản loại 1, loại 2 dư nợ tăng giảm gì? Giảm có. Nhớ được cái này thì chút nữa mới đi khoản được nhá. Tăng nợ giảm có. Được chưa? Nếu này, bây giờ này, mình thay đây là 152 thì ý nghĩa của chỗ này nó sẽ là gì? Thay đây là 152 thì 90 triệu này nghĩa là gì? Là trị giá vật tư tổng cộng tại thời điểm đầu kỳ bằng bao nhiêu? 90. Nếu công ty mình kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng thì trị giá của cái này nó chính là trị giá của những cái gì cộng lại? Cát, đá, sỏi, xi măng, chứ không phải là của gì ạ? Một loại nguyên liệu mà của gì? Tất cả các loại nguyên liệu, đúng chưa các bạn? Thế thì 50 này và 60 này chúng ta gọi là nguyên liệu nhập kho. 10 và 40 này chúng ta gọi là gì ạ? Trị giá nguyên liệu xuất kho. 110 là tổng nhập kho trong kỳ, 50 là tổng xuất kho trong kỳ, và 150 này gọi là trị giá nguyên liệu tồn kho tại thời điểm nào cuối kỳ. Như vậy chúng ta chỉ cần thay đối tượng kế toán thì ý nghĩa của các chỉ số này nó cũng sẽ làm sao thay đổi theo, có đúng không? Thì đấy là các bạn lưu ý. Thế nếu như là 242 các bạn thử phán đoán xem nó là gì nhé. 242 tên của nó là chi phí trả gì? Trả trước. Nếu đây là 90 triệu thì chúng ta nói là chi phí trả trước tại thời điểm đầu kỳ chưa phân bổ hết. Phải không các bạn? 50 và 60 chúng ta gọi là gì? Chi phí trả trước phát sinh thêm trong kỳ. 10 và 40 chúng ta gọi là số chi phí trả trước phân bổ trong kỳ. Và 150 này gọi là chi phí trả trước là sao? Chưa phân bổ hết tại thời điểm nào? Cuối kỳ. Như vậy là ứng với mỗi một đối tượng kế toán thì ý nghĩa của các chỉ số này nó cũng sẽ là sao? Thay đổi theo, đúng không? Đấy là nhóm 1, 2, B, C, C. Kết cấu nhóm tài khoản nguồn vốn. Kết cấu tài khoản nguồn vốn tức là nhóm mấy ạ? 3 và nhóm mấy? 4. Nhóm 3 và nhóm 4 thì có vẫn là trái là nợ, phải là có. Nhưng bây giờ nhóm 3 và nhóm 4 nó lại dư đầu kỳ bên có, phát sinh tăng là bên có, phát sinh giảm bên nợ, cộng nhiều lần bên có lại gọi là tổng phát sinh có, cộng nhiều lần bên nợ lại chúng ta có tổng phát sinh nợ, và nó có dư cuối kỳ bên có.
À, so cái này với lại cái sơ đồ mà chúng ta vừa ghi lúc nãy xong ấy thì nó như thế nào các bạn? Nó ngược lại đúng không? Phải ngược lại không ạ? Ngược lại với tài sản. À vậy, mang tiếng là 4 nhóm thôi. Nhưng đến đây là nhóm thứ 2 thì chỉ cần nhớ được nhóm 1 thì chỉ cần nói một câu là gì? Nhóm 2 như thế nào so với nhóm 1? Ngược lại với nhóm 1. Nhóm 1 là dư nợ, tăng nợ, giảm có. Thì nhóm 2 của mình là dư có, tăng có, giảm nợ. Hay hiểu một cách đơn giản là cứ thằng đấy mà nó dư bên nào thì bên đấy được ghi tăng hay ghi giảm? Được ghi tăng, có đúng không ạ? Cứ thằng đấy mà dư bên nào thì cái nhóm đấy nó được ghi tăng bên đó. Còn bên ngược lại nó sẽ là ghi gì? Ghi giảm, có đúng không ạ? Lưu ý tài khoản 331 là gì nhỉ? Vừa học rồi nhắc lại với nhau. Phải trả người bán 333 thuế và các khoản phải nộp nhà nước. 334 phải trả người lao động. 338 phải trả các nộp khác. 421 lợi nhuận chưa phân phối có thể dư nợ. Tức là những tài khoản này cũng là tài khoản gì nhỉ? Lượng tính, có đúng không? Bạn nào cho mình biết 331 mà dư có nghĩa là doanh nghiệp còn phải gì? Còn phải trả cho ai? Cho người bán. 333 mà dư có nghĩa là doanh nghiệp còn nợ tiền thuế nhưng chưa nộp. 334 mà dư có nghĩa là tiền lương của người lao động phải trả nhưng doanh nghiệp chưa trả. 338 là các khoản bảo hiểm doanh nghiệp phải nộp nhưng chưa nộp. 421 mà dư có tức là công ty đang có lãi, đúng không ạ? Vậy thì nếu các bạn nói là 331 mà dư nợ thì tình huống nào nó sẽ là dư nợ? Bên có là còn phải trả, bên nợ tức là trả thừa hoặc là trả gì? Trả trước. 333 mà bên nợ có nghĩa là gì? 333 là thuế và các khoản nộp. Đó là các bạn nộp thừa tiền gì ạ? Tiền thuế. Rất nhiều trường hợp nộp thừa nhé. Ở như này, hàng quý là tôi chỉ tạm tính phải nộp như thế thôi, nhưng đến khi quyết toán làm sao? Tôi tính ra nó lại là con số làm sao? Ít hơn thì có phải là nộp thừa không ạ? Thế 334 là gì? Trả lương gì cho người lao động? Thừa cho người lao động. Tại sao lại thừa? Ví dụ lửa giữa tháng nó ứng 2 triệu, đến lúc cuối lập bảng lương không biết cho nên không trừ vào một tạm ứng, cho nên cuối tháng vẫn cứ trả cho nó nguyên si, thì có phải là hóa ra là mình trả thừa không ạ? Hoặc là 338 là nộp tiền gì thừa? Bảo hiểm thừa. Nộp kinh phí công đoàn thừa. 421 dư nợ khi mà công ty của mình bị lộ vốn, đúng không ạ? Thì đấy là các bạn lưu ý. Giả sử mình có một tài khoản như thế này thì theo các bạn, đây mình ghi là 331 tức là gì nhỉ? Phải trả cho người bán. Bên trái vẫn là gì? Nợ. Bên phải vẫn là có. Trái nợ phải có, đúng không? Và nếu như ở đây mình ghi là 100 triệu thì chúng ta hiểu 100 triệu này là gì? Tại thời điểm đầu năm 2019, các bạn còn phải trả cho nhà cung cấp tổng số tiền là bao nhiêu? 100 triệu. Vậy dư đầu kỳ chính là số còn phải trả, có đúng không ạ? Nếu đây là 334 thì 100 triệu này là gì? Số tiền lương còn phải trả cho người lao động tại thời điểm nào? Đầu kỳ, đúng không ạ? Thế nếu như bây giờ phải là mua của công ty Canon 500 cái máy in trị giá là 200-300 triệu đồng nhưng chưa trả cho công ty Canon, thì theo các bạn, công nợ của các bạn tăng lên hay giảm đi? Nếu không mua hàng của nó thì không nợ nần gì nó cả, nhưng bây giờ mua hàng của nó mà lại là sao? Chưa trả tiền thì có phải nợ phải trả sẽ là sao? Tăng lên. Nợ phải trả tăng lên thì ghi bên nào đây? Bên có. Vậy mình sẽ ghi 300 triệu này vào bên diện bên có. Ngay chiều hôm đó lập một ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của mình trả cho điện lực 20 triệu tiền điện.
thì trước đây mình đã dùng điện của điện lực nhưng mình chưa trả tiền, và bây giờ mình trả tiền cho nó, vậy nợ phải trả đang 20 triệu, sau khi trả bằng không, vậy nợ phải trả như thế nào? Giảm đi. Theo cấu trúc này mình ghi 20 triệu đó vào đâu? Vào bên gì ạ? Đúng không? Chuyển 200 triệu trả nợ cho công ty Canon của cái món này, thì các bạn ghi 200 triệu đó vào bên trái hay bên phải? Bên nợ là 200 triệu, đúng không? Sau đó các bạn lại mua hàng của công ty A có trị giá là 30 triệu nhưng chưa trả tiền cho họ. Thì 30 triệu các bạn ghi vào bên gì ạ? Bên có. Như vậy cứ nhiều lần tăng cộng lại, chúng ta gọi đây là tổng phát sinh gì các bạn? Phát sinh có. Nhiều lần giảm cộng lại, chúng ta gọi là tổng phát sinh gì các bạn? Phát sinh nợ. Câu hỏi dành cho các bạn là đến cuối kỳ kế toán đó, công ty còn nợ các nhà cung cấp bao nhiêu tiền? Công ty còn nợ các nhà cung cấp bao nhiêu tiền? Đầu kỳ thì nợ 100, trong kỳ nợ thêm 330, nhưng lại trả đi bao nhiêu? 220. Như vậy là các bạn còn nợ người ta bao nhiêu? 100 bao nhiêu? 110. 110 này được tính bằng cách là đầu kỳ còn nợ họ này cộng với gì nhỉ? Nợ gì? Nợ thêm họ này và trừ đi cái gì các bạn nhỉ? Trả cho họ này. Vậy đây là dư có cuối kỳ. 100 này gọi là dư có gì các bạn? Đầu kỳ. 330 này gọi là gì? Phát sinh nợ. Xin lỗi. Phát sinh có. 220 này gọi là phát sinh nợ. Đây chính là công thức tính số dư có cuối kỳ của các bạn. Dư có cuối kỳ bằng dư có đầu kỳ cộng phát sinh có trừ phát sinh nợ. Hai trăm mười này chúng ta gọi là số tiền còn phải trả cho ai? Cho nhà cung cấp. Nếu đây là 334 thì chúng ta gọi 210 là số tiền còn phải trả cho người lao động. Nếu mà 331 đây mà thay thành 333 thì chúng ta hiểu đây là số thuế còn phải gì ạ? Còn phải nộp, đúng không? Chúng ta hiểu cái sự biến động của nó chưa nhỉ? Vậy với loại 3 và loại 4 này, dư có, tăng có, giảm gì? Giảm nợ. Còn loại 1, loại 2 là dư nợ, tăng nợ, giảm có. Xong chưa? Nhóm tiếp theo là nhóm doanh thu 57. Nhóm doanh thu là nhóm 57. Nhóm 57 này thì kết cấu tài khoản của mình bên trái đương nhiên vẫn là gì? Vẫn là nợ. Bên phải là có. Và phát sinh tăng thì các bạn ghi bên có. Phát sinh giảm các bạn ghi bên nợ. Nhiều lần tăng thì chúng ta có tổng phát sinh có. Nhiều lần giảm chúng ta có tổng phát sinh nợ. À, có một điều lưu ý, đó là tài khoản nhóm 5 và nhóm 7 là những tài khoản không có số dư. À, thế trực giác nhìn vào, nếu hỏi một câu đó là nhóm 5 và nhóm 7 nó gần giống với nhóm nào? Tăng bên có, giảm bên nợ. Gần giống chứ không giống nhá. Tại sao nói gần giống? Bởi vì nhóm 3 và nhóm 4 nó có số dư, còn nhóm 5 và nhóm 7 nó không có số dư. Có đúng không? Vậy thì đến đây có vẻ như cũng không phải là quá nhiều loại cần phải nhớ. Nhớ được nhóm 1, nhóm 2 nói rằng ngược lại thì sẽ ra nhóm 3 và nhóm 4. Nhớ được nhóm 3 và nhóm 4 thì bảo là nhóm 5, nhóm 7 như thế nhưng không có số dư. Có đúng không? Vậy câu hỏi ngược lại là khi nào thì doanh thu của mình sẽ tăng? Lúc nãy ghi rồi đó. Đối tượng nghiên cứu doanh thu. Doanh thu chỉ tăng khi mình bán được gì? Bán được hàng. Mà sau này chúng ta học một buổi về hóa đơn, chúng ta lại biết rằng là doanh nghiệp khi bán hàng thì doanh nghiệp phải xuất hóa đơn.
Vậy muốn biết là doanh thu có tăng hay không, mở các quyển hóa đơn ra xem trong kỳ đó mình có xuất bán cho ai hay không, đúng không ạ? Cộng số tiền chưa thuế ở tất cả các hóa đơn mà mình bán ra thì chúng ta được gọi đấy chính là gì đấy? Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, được chưa các bạn? Như vậy doanh thu giảm khi nào? Doanh thu nó sẽ giảm khi mà chúng ta cuối kỳ kế toán như chúng ta học là chúng ta thực hiện các bút toán gì ạ? Kết chuyển để cái gì đấy? Xác định kết quả kinh doanh. Các bạn ghi lưu ý. Lưu ý. Doanh thu chỉ có khi doanh nghiệp làm sao đi ạ? Doanh thu chỉ có khi doanh nghiệp bán được gì? Hàng hoặc là cung cấp được cái gì ạ? Dịch vụ. Doanh thu chỉ có được khi doanh nghiệp bán được hàng và cung cấp dịch vụ. Doanh thu giảm khi bị khách hàng, đoán xem câu tiếp theo là gì không? Trả lại. Doanh thu giảm khi bị khách hàng trả lại hoặc kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh. Doanh thu giảm khi bị khách hàng trả lại hoặc kết chuyển xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy nhé, với những tài khoản đầu năm, đầu bảy là nhóm doanh thu này, thường thì cái số lượng bút toán bên có nó sẽ như thế nào so với các bút toán bên nợ? Nhiều hơn. Bởi vì nếu như không bị ai trả lại thì bên nợ mỗi tháng chỉ có gì thôi? Một lần kết chuyển. Còn bên có thì hàng ngày mình vẫn cứ gì ạ? Vẫn cứ bán hàng. Mà cứ mỗi một lần bán hàng là phải gì vào? Ghi vào. Đúng không ạ? Thì các bạn lưu ý giúp. Xong nhóm 5, nhóm 7 chạy. Nhớ là thằng này không có cái gì đấy ạ? Không có số dư nhá. E, nhóm chi phí, kết cấu tài khoản chi phí là nhóm 6 và nhóm mấy ạ? 6 và nhóm 8. Nhóm 6 và nhóm 8 thì lại là tăng bên nợ, giảm bên có. Nhiều lần tăng gọi là tổng phát sinh nợ, nhiều lần giảm tổng phát sinh có. Và thằng này không có số dư cuối kỳ. À, nếu nói rằng là thằng này ngược với nhóm nào thì câu trả lời sẽ là ngược với nhóm 5, 7. Gần giống với nhóm nào thì bảo là gần giống nhóm 1, 2. Chỉ khác nhóm 1, 2 ở chỗ nhóm 1, 2 là có số dư thì thằng 6, 8 không có số dư. Nhóm 1, 2 tăng bên nợ thì thằng này cũng tăng bên nợ. Nhóm 1, 2 giảm bên có thì thằng này cũng giảm bên có. Nhưng mình lại phải nhớ được là khi nào thì chi phí của mình sẽ tăng. À, câu hỏi dành cho bạn như này nhé. Doanh nghiệp thanh toán tiền điện cho điện lực thành phố Bắc Ninh bằng tiền mặt. Vậy thì cái câu mình vừa đọc xong, cái bút toán mình vừa đọc xong ấy, nó làm cho chi phí của các bạn tăng hay giảm? Và tiền của các bạn tăng hay giảm? Thanh toán tiền điện cho điện lực thành phố Bắc Ninh. Vì tôi dùng điện cho nên tôi phải trả tiền, có đúng không? Mà cái tiền điện đó tôi đang dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nó sẽ như lúc sáng mình viết một cái sơ đồ ấy các bạn, là từ nguyên liệu này, từ nhân công này, từ sản xuất chung này, nó đi vào đâu? Nó đi vào giá trị của sản phẩm giả ra, hoặc giá trị của sản phẩm là sao? Hoàn thành. Vậy thì có phải là việc tôi sử dụng điện đó nó làm cho chi phí của tôi làm sao? Tăng lên, và tiền trong cát của tôi thì lại giảm đi, đúng không ạ? À, sau này thì chúng ta thử đoán xem là chi phí tăng thì ghi bên nào? Nợ. Tiền mặt giảm, ghi bên có. Vậy tức là chúng ta sẽ định quả là nợ tài khoản chi phí, có tài khoản tiền mặt 111. Đấy người ta gọi là gì đấy các bạn? Định khoản kế toán. Vậy muốn định khoản được thì chúng ta phải hiểu gì đó? Sự biến động của các gì đấy? Đối tượng kế toán. Được chưa? Mà mình nhắc lại với nhau này. Nhóm 1, 2 dư nợ, tăng nợ, giảm có. Nhóm 3, 4 dư có, tăng có, giảm nợ. Nhóm 5, 7 là tăng có, giảm nợ, không số dư. Nhóm 6, 8 tăng nợ, giảm có, không số dư. Nghe chưa? Riêng loại 9 thì không cần học. Bởi vì loại 9 nó là tiếp nhận, một bên tiếp nhận doanh thu, một bên tiếp nhận chi phí,
và so sánh hai hàng đó cho nhau. Nếu doanh thu lớn hơn chi phí là công ty có lãi, nếu doanh thu nhỏ hơn chi phí là công ty bị lỗ. Như vậy là quan trọng nhất là chúng ta đề cập tới các tài khoản nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 7 và 8. 8 tài khoản, 8 nhóm tài khoản đó chia thành 4 cặp. Trong đó có 2 cặp đối lập nhau và có 2 cặp gần làm sao? Gần giống nhau. Đúng chưa? Không chưa các bạn? À bây giờ chúng ta học xong kết cấu rồi thì chúng ta học sang là định khoản kế toán. Định khoản kế toán 4.1 khái niệm định khoản kế toán. Khái niệm định khoản kế toán. Định khoản kế toán là việc ghi chép số phát sinh vào bên nợ và bên có của các tài khoản. Là việc ghi chép số phát sinh vào bên nợ và bên có của các tài khoản. Nhớ những gạch chân giúp mình chữ vàng nhé. Ghi vào bên nợ và bên có. Như vậy là định khoản kế toán không bao giờ được phép chỉ ghi nợ hoặc chỉ ghi có, mà phải làm sao? Và, đúng không ạ? Vừa nợ và vừa đi, vừa có. Việc ghi chép theo mối quan hệ đối ứng tài khoản. Việc ghi chép theo mối quan hệ đối ứng tài khoản. Như vậy định khoản kế toán đơn giản là việc ghi vào nợ tài khoản này và có tài khoản kia thôi, đúng không? Và việc ghi chép đó theo mối quan hệ gì ạ? Đối ứng. 4.2 các bước để định khoản hay còn gọi là nguyên tắc định khoản. Các bước để định khoản kế toán thì ở đây mình đã thống kê lại để định khoản kế toán thì các bạn cần trải qua 3 bước cơ bản sau đây. Bước 1, xác định đối tượng hoặc là xác định yếu tố biến động trong một nghiệp vụ kinh tế phát sinh và đưa vào các tài khoản tương ứng. Xác định yếu tố biến động cho một nghiệp vụ phát sinh và đưa vào tài khoản tương ứng. Có nghĩa là mình phải chỉ rõ nghiệp vụ đó liên quan đến đối tượng kế toán nào. Và thứ hai là đối tượng kế toán đó được mã hóa bởi tài khoản có số hiệu là bao nhiêu. Ví dụ như này, rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thì theo các bạn, bước 1 ở đây chúng ta phải làm được điều gì nhỉ? Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt thì chúng ta phải xác định được cái bút toán vừa rồi có hai đối tượng là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Và thứ hai, tiền mặt là 111, tiền gửi ngân hàng là 112. Làm được như vậy tức là chúng ta làm xong bước 1. Bước 2, phân tích sự biến động tăng giảm của các tài khoản. Phân tích sự biến động tăng giảm của các tài khoản. Và ghi vào bên nợ, bên có của các tài khoản tương ứng. Phân tích sự biến động tăng giảm của các tài khoản và ghi vào bên nợ, bên có của các tài khoản tương ứng. Quay trở lại với ví dụ vừa xong ấy, thì phân tích kiểu gì? Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt. Vậy rõ ràng là trong trường hợp này là trước đây trong két của mình là không có tiền, bây giờ để tiền vào thì tiền mặt của mình tăng lên. Trong ngân hàng đang có tiền mà bây giờ lấy một ít tiền về, vậy tiền trong ngân hàng của mình giảm đi. Và lại nhớ là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lại là hai tài khoản thuộc nhóm 1, phải không ạ? Vậy thuộc nhóm 1 thì lại phải nhớ đến là thằng nào mà tăng thì ghi bên nợ, thằng nào mà giảm thì ghi bên có. Vậy là 111 sẽ được ghi nợ, 112 sẽ được ghi có,
Vậy chúng ta sẽ định khoản là nợ 111 có 112. Đấy là việc chúng ta phải làm bước 7 đã. Bước 2. Bước 3. Sắp xếp nợ trước có sau. Sắp xếp nợ trước có sau. Và nên nhớ tổng nợ phải bằng gì các bạn nhỉ? Tổng có. Nợ trước có sau. Và tổng nợ phải bằng tổng có. Như vậy rõ ràng là để định khoản được kế toán thì các bạn phải nhớ cho mình là các bạn phải biết được, tối thiểu cần phải biết là đối tượng kế toán đang xảy ra là đối tượng nào, đúng không ạ? Cái thứ hai là đối tượng đó được mã hóa bởi tài khoản có số hiệu bao nhiêu. Và thứ ba chúng ta phải biết là cái đối tượng đang diễn ra đó nó có sự biến động tăng giảm như thế nào, đúng không? Vậy thì muốn định khoản được kế toán thì các bạn phải biết được là đối tượng nghiên cứu của kế toán, mã hóa đối tượng đó là tài khoản bao nhiêu, và sự biến động của các đối tượng này chính là chúng ta phải học là đối tượng kế toán này, tài khoản kế toán này và kết cấu của tài khoản kế toán thì các bạn mới là sao đã định khoản được, đúng không? Để rõ hơn thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu các ví dụ sau đây. Ba các ví dụ về định khoản 4.3 chứ nhỉ, phải không? 4.1 là định nghĩa, 4.2 là các bước, và 4.3 là các ví dụ về định khoản. Ví dụ về định khoản, ví dụ truyền thống đây, rút tiền gửi ngân hàng làm sao đây? Về nhập quỹ tiền mặt số tiền là 10 triệu đồng. Thế bây giờ thử hỏi nhé, trước khi định hỏi khoảng từ cái phần này chưa học, nhưng thử hỏi xem các bạn có đoán xem là làm cách nào để ngân hàng nó đưa cho một nhân viên của các bạn 10 triệu mang về. Không phải rút tiền thì không ghi ủy nhiệm chi, mà có hai cách. Một là các bạn phát hành xét, hai là các bạn ra ngân hàng xin một cái giấy, người ta gọi là giấy lĩnh tiền mặt, đúng không? Dù cách nào đi chăng nữa thì cũng phải viết số tài khoản, viết tên tài khoản, kế toán và giám đốc ký tên vào cái gì vào đấy nữa nhỉ? Đóng dấu vào đó nữa. Ngân hàng nó sẽ đối chiếu cái chữ ký trên xét hay trên giấy tiền, đối chiếu con dấu có khớp với lại các thông tin mà lúc các bạn làm gì không ạ? Mở tài khoản không? Nếu khớp thì nó sẽ làm thủ tục nó đưa cho các bạn bao nhiêu triệu đấy? 10 triệu, đúng không ạ? Và 10 triệu này các bạn đoán xem là về nhập quỹ thì các bạn bảo là tôi đưa cho thủ quỹ 10 triệu, vậy thì ít nhất anh phải đưa cho tôi một cái gì làm bằng chứng là tôi đã đưa cho anh bao nhiêu triệu rồi? 10 triệu rồi. À vậy các bạn phải làm một việc tiếp theo, đó là các bạn phải yêu cầu họ lập phiếu thu tiền mà các bạn là người gì? Nộp tiền vào. Lý do của việc nộp này là gì? Rút tiền gửi về nhập quỹ tiền mặt. Và sau này kế toán người ta gọi cái cụm từ rút tiền gửi về nhập quỹ tiền mặt này chúng ta gọi là diễn giải. Ngày hôm nay là ngày 22 tháng 9 thì chúng ta gọi là ngày của chứng từ, đúng chưa? Chúng ta định khoản nó như thế nào thì chúng ta sẽ ghi chép lên sổ sách. Xong chưa? Bây giờ là bước 1 là gì đấy? Xác định yếu tố biến động cho một nhiệm vụ kinh tế phát sinh và ghi vào các tài khoản tương ứng. Chúng ta không cần ghi cả cái bước 1 này nó là gì, đúng không? Bởi vì bước 1 đây chúng ta ghi rồi, chúng ta chỉ cần ghi là bước 1 thôi. Là bút toán hành liên quan đến đối tượng là gì đấy các bạn? Tiền gửi ngân hàng. Ký hiệu là bao nhiêu? 112. Tiền mặt. Ký hiệu là 111. Đúng không ạ? Đây là bước đầu tiên chúng ta cần phải làm, đúng không? Nó là xác định bút toán này liên quan đến đối tượng nào và đối tượng đó được mã hóa bởi tài khoản có số hiệu bao nhiêu. Bước 2 là gì? Phân tích sự biến động tăng giảm, ghi vào bên nợ, bên có hoặc các tài khoản tương ứng. Thực ra lúc đấy chúng ta cũng phân tích bút toán này rồi, đúng không? Đó là tiền mặt làm sao? Tăng lên, tiền gửi ngân hàng giảm đi, đúng không? Tiền mặt mà tăng thì được ghi bên nào đấy? Bên nợ. Tiền gửi ngân hàng giảm được ghi bên có. Vậy thì bước 3 đơn giản là sắp xếp nợ trước có sau, tổng nợ bằng tổng có. Như thế này người ta gọi là định khoản kế toán đấy các bạn ạ. Nợ 111
10 triệu. Có 112, 10 triệu. Đây gọi là gì đấy các bạn? Định khoản kế toán đấy. Nói thì có vẻ như là sâu xa khó hiểu, nhưng đơn giản định khoản kế toán là cách mà viết vào thằng nào phát sinh nợ thì ghi bên nợ, thằng nào phát sinh có thì ghi bên có. Và luôn luôn đảm bảo này, nợ trước này, có sau này, tổng nợ này bằng gì đó? Tổng có. Được chưa các bạn? Như vậy là thứ nhất, ví dụ nó đã phân tích rồi thì chúng ta sẽ thấy nó tương tự như lúc nãy chúng ta đã nói. Ví dụ thứ hai thì sao? Ví dụ thứ hai này, trả tiền cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản số tiền 30 triệu đồng. Trả tiền cho nhà cung cấp bằng chuyển khoản, hay thay đổi từ ngữ một chút nghe nó dễ hình dung ra tài khoản hơn, đó là chuyển tiền cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng. Ý nghĩa của nó là giống nhau đúng không các bạn? Vậy theo các bạn, với bút toán này thì đối tượng nghiên cứu của mình liên quan ở đây là gì? Phải trả nhà cung cấp, hay còn gọi là phải trả cho người bán. Ký hiệu của nó là 331, phải không nhỉ? Và thứ hai là tiền gửi ngân hàng, ký hiệu của mình là 112. Như vậy với bút toán này chúng ta sẽ có hai đối tượng là tiền gửi ngân hàng 112 và phải trả nhà cung cấp là gì đó? 331. Đúng chưa các bạn? Trước đây đang nợ nó 30 triệu, bây giờ mang tiền đi trả cho nó, nó có quyền đòi mình nữa không? Đang nợ 30 triệu, đẩy 30 triệu trả. Vậy bây giờ sau sự việc này nợ bằng không. Nợ bằng không, đang 30 giờ bằng không. Vậy chúng ta gọi là nợ phải trả giảm đi, có đúng các bạn? Nợ phải trả chỉ tăng khi mình mua mà mình chưa trả tiền. Còn bây giờ mình trả tiền thì nợ phải trả sẽ giảm đi. Và tiền gửi trong ngân hàng của mình đang có 1 tỷ, mà bây giờ đẩy bớt 30 triệu đi, chỉ còn lại 970 triệu. Vậy rõ ràng là tiền gửi ngân hàng của mình làm sao các bạn? Giảm đi. Mà lại chú ý này, hai đối tượng liên quan ở đây thuộc hai nhóm khác nhau, phải không ạ? 112 nó lại thuộc nhóm 1 tài sản, mà nhóm 1 tài sản mà giảm nó phải ghi bên có. Nợ phải trả 331 thuộc nhóm nguồn vốn, nguồn vốn giảm nó lại ghi bên nợ cơ. Có đúng thế không các bạn? Vậy thì 331 của mình sẽ được ghi nợ, 112 của mình sẽ được ghi có. Vậy chắc là chúng ta định khoản được bút toán này đúng không ạ? Định khoản của mình sẽ là gì đây các bạn? Nợ 331 phải trả người bán 30 triệu và có gì nhỉ? 112 30 triệu. Đúng chưa các bạn? Nợ trước có sau, tổng nợ bằng tổng có. Thì đây chúng ta gọi là gì đấy các bạn? Định khoản kế toán. Mấu chốt của vấn đề, muốn biết được lợi gì có gì thì rõ ràng có phải là mình cần quan tâm tới là tài khoản đó thuộc nhóm nào và cái nhóm đó có kết cấu ra làm sao, đúng không các bạn? Cứ thuộc được cái đấy là các bạn làm sao đấy? Định khoản được, đúng không? Ví dụ 3, mua hàng hóa nhập kho, số tiền trên hóa đơn là 5 triệu, chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng, thanh toán ngay bằng tiền mặt. À, cái phần này là do mình chưa học đến thuế đó, thì các bạn sẽ phải lưu ý thêm một cái chỗ này nữa thì mình mới định khoản được. Trong quá trình làm việc và trong quá trình làm kế toán ấy, thì khi các bạn đi mua hàng hóa dịch vụ thì như lúc sáng chúng ta có nói với nhau là 133, đó là ngoài phần tiền hàng thì doanh nghiệp của các bạn phải nhờ người bán nộp hộ cho cái người đó tiền gì ạ? Tiền thuế, đúng không ạ? Và chúng ta gọi đây là thuế gì các bạn? Thuế giá trị gia tăng, đúng không? Thuế giá trị gia tăng này nó sẽ được tính bằng cách là lấy giá tính thuế đem nhân với gì ạ? Thuế gì ạ? Đem nhân với thuế suất, đúng chưa?
Với trong trường hợp này, giá tính thuế của mình là bao nhiêu các bạn? 5 triệu. Và thuế suất của mình là bao nhiêu? 10%. Vậy thì vấn đề đặt ra là khi mua hàng thì doanh nghiệp phải trả bao nhiêu tiền các bạn biết không? Doanh nghiệp của bạn phải trả hai thứ. Một là tiền gì? Tiền hàng. Hai là tiền gì? Chính xác là tiền thuế đầu gì ạ? Thuế đầu vào. Phải không các bạn? Như vậy, nếu hiểu cái ý này rồi thì câu hỏi dành cho các bạn là bản chất trong trường hợp này doanh nghiệp phải mở két ra lấy bao nhiêu tiền để đi trả cho người ta? Trong trường hợp này tiền hàng của mình là mấy triệu? 5 triệu. Tiền thuế là 5 triệu nhân với lại 10% thì có phải bằng 500 nghìn không ạ? Như vậy về bản chất thì doanh nghiệp phải mở két ra mang bao nhiêu tiền đi các bạn? 5 triệu rưỡi, đúng không ạ? Vậy bài này nó đã khác so với bài trước. Bài này các bạn thử phán đoán giúp mình xem là nó liên quan tới đối tượng kế toán nào. Nó bảo là mua cái gì? Mua hàng hóa, đúng chưa? Mà nó lại có tiền gì? Thuế đầu vào. Nó lại đi qua đến tiền mặt. Như vậy với bút toán này nó lại có 3 đối tượng chứ không phải là 2 đối tượng nữa, có đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ xác định là 1 là hàng hóa, số hiệu của nó là bao nhiêu? 156. 2 là thuế giá trị gia tăng đầu vào, 133. Mà sau này đi làm thực tế phải chi tiết thành 1331, có phải là thuế trên hàng hóa không? Được chưa? Và ký hiệu của nó là 133 này. Thằng thứ 3 là gì các bạn nhỉ? Tiền mặt 111. Đúng chưa các bạn? Như vậy bước 1 là mình xác định có mấy đối tượng vậy ạ? 3 đối tượng và tài khoản tương ứng. Nhớ thêm đoạn này nữa nhé các bạn nhé. Nhớ thêm đoạn là khi mua hàng hóa đầu vào đó, dịch vụ đầu vào đó, ngoài phần tiền hàng thì mình phải trả thêm tiền gì nữa các bạn? Tiền thuế đầu vào. Tiền thuế đầu vào được tính bằng cách là lấy giá tính thuế nhân với gì ạ? Thuế suất. Nhưng chú ý nhé, không phải mọi trường hợp thuế suất là 10%, đúng chưa? Ví dụ như nước sạch nó chỉ có 5% thôi, đúng không? Hoặc là các bạn mà bạn nào mà kinh doanh hàng như lúc sáng của công ty bạn gái hỏi đấy, đó là nông sản nhá, có những khâu thì làm sao đấy, không chịu thuế nhá, nhưng có những khâu thì là mấy phần trăm ạ? 5%, đúng không? Thì các bạn sẽ lưu ý giúp. Bước 2, phân tích sự biến động tăng giảm trong 3 đối tượng trên. Câu hỏi dành cho các bạn là thằng nào sẽ tăng và thằng nào sẽ giảm? Ngày xưa trong kho của mình không có cái gì cả. Bây giờ mình mua vào, mình để vào trong đó thì hàng hóa của mình là sao? Tăng lên. Nếu mà các bạn lại hiểu cái 133 theo hướng như này, 133 là một khoản nợ phải thu mà người phải trả cho doanh nghiệp các bạn là nhà nước đó. Thì có phải là khi mà các bạn đi mua hàng nhờ người bán đồng hồ thì ngay lập tức lúc đó nó xác lập mối quan hệ nợ phải thu của mình với ai? Với nhà nước. Vậy có phải nợ phải thu của mình trường hợp này là sao? Tăng lên thôi. Nhưng nợ phải thu này không phải là do mình bán hàng, mà nợ phải thu này là nợ phải thu tiền thuế đầu đầu vào. Vậy 133 của mình nó tăng hay nó giảm? Tăng lên. Mở két ra lấy 5 triệu rưỡi đi trả cho họ thì tiền mặt của mình trong két giảm đi. Mà chú ý, 3 đối tượng này nó đều thuộc nhóm ấy, nhóm 1, 2, tức là nhóm tài sản. Vậy cứ thằng nào mà tăng thì để nó bên nợ, thằng nào mà giảm thì để nó bên có. Như vậy 156 người chúng ta nói là tăng hay giảm? Tăng bên nợ. 133 thuế đầu vào, tăng bên nợ. Và tiền mặt giảm bên có, đúng chưa các bạn? Và bây giờ chúng ta chỉ việc lắp ghép là gì thôi ạ? Nợ 156, 5 triệu tiền hàng. Nợ 133, 500 nghìn tiền thuế. Và có 111, 5 triệu, 500 nghìn đồng.
Đây chính là điện khoản của bộ toán. Và các bạn nhớ cho mình này, từ nay trở về sau nhé, cứ đi mua cái gì mà có thuế đầu vào thì tiền thuế đầu vào đấy chắc chắn ghi nợ của bao nhiêu? 137. Được chưa các bạn? Và thuế đầu vào nó chỉ phát sinh lúc mà mình đi gì thôi? Đi mua thôi, đúng không? Nhưng không phải mọi trường hợp đi mua đều có thuế đầu vào. Bởi vì mấy hôm nữa mình học đến hóa đơn ấy, thì có hai loại hóa đơn phổ biến: hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn thông thường. Trường hợp đi mua hàng có hóa đơn thông thường thì nó không có tiền thuế, lúc đó chúng ta sẽ không đưa vào 137. Được chưa? Nào, mua toán này chúng ta phân tích được chưa? Thế bây giờ hỏi này, nếu đây không phải là mua hàng hóa mà nó gọi là mua nguyên liệu nhập kho thì có gì thay đổi ở mua toán này không? Mua nguyên liệu nhập kho thì lúc đó 156 này mình thay thành 152. Nhưng bây giờ nó bảo là mua hàng hóa số tiền chưa thuế là 5 triệu, 10% thuế thanh toán ngay bằng tiền gửi ngân hàng. Thì mua toán này sẽ thay đổi là nợ vẫn 156, vẫn nợ 133 nhưng thay 111 thành bao nhiêu? 112. Nhưng nó lại bảo là mua hàng hóa về nhập kho chưa trả tiền cho người bán. Thì thay vì có 111, chúng ta thay bằng có 331. Vậy rõ ràng là trong kế toán, việc định khoản nợ gì có gì nó phụ thuộc vào bản chất của sự việc diễn ra. Có đúng không? Chứ không có một mô tiếp chung là cứ đi mua hàng là phải định khoản như thế nào, mà phải xem xét kỹ là mua hàng đó đã trả tiền hay chưa. Nếu trả rồi thì trả bằng tiền gì. Thế bây giờ bạn làm thử định khoản cho mình mua toán này bằng cách như sau. Doanh nghiệp mua hàng nhập kho với tiền thuế như trên được thanh toán bằng tiền vay ngân hàng. Định khoản như nào? Vay ngân hàng là tài khoản nào? Là bao nhiêu ạ? Đừng để hai chữ ngân hàng nó đánh lừa nhé. Ngân hàng nó chỉ rõ trong mình là vay của ai mà thôi, chứ còn bản chất cái món này vẫn được thanh toán bằng tiền gì? Vay và nợ thuê tài chính ý các bạn ạ. 341. Vậy lúc đó thì thay 111 thành 341. Bởi vì hiện nay ngân hàng nó như thế các bạn này, nó sợ các bạn vay tiền về dùng không đúng mục đích, không đúng mục đích. Nó bảo là vay trả cho ai, đưa tài khoản đây thôi là sao? Tôi chuyển thẳng cho người ta cho. Và các bạn phải mang cái hóa đơn đấy lên ngân hàng, gọi là giải ngân bằng hóa đơn đấy. Mang cái hóa đơn đến lên ngân hàng, ngân hàng nó đóng cái dấu vuông vuông góc dưới của hóa đơn, gọi là đã giải ngân ngày tháng năm bao nhiêu. Và mình phải ký với nó một cái gì các bạn không? Giấy nhận nợ, đúng không ạ? Đấy, thì rõ ràng cho thấy là cái bước này mình chỉ thay đổi một chút thôi, nhưng định khoản nó làm sao các bạn nhỉ? Khác nhau rồi, đúng không? Thì đấy là bước toán thứ 3. Bước toán thứ 4, vay ngắn hạn 80 triệu để trả nợ nhà cung cấp. Trường hợp này nghĩa là gì? Vay ngắn hạn 80 triệu để trả nợ nhà cung cấp. Giống như trường hợp mình vừa nói, là mình không nhận tiền từ đấy về, mà thằng kia nó bảo mình là sao đó, đưa tài khoản đây tôi làm sao, chuyển thẳng cho nó. Vậy xét về bước 1 mà nói, thì chúng ta có đối tượng là vay ngắn hạn, không cần biết ngắn hay dài, chỉ nhìn thấy chữ gì thôi, vay thôi, là vay là 341. Trả nhà cung cấp hay là người bán là 331. Thằng nào sẽ tăng, thằng nào sẽ giảm? Nợ mua sẽ giảm và nợ vay sẽ tăng. Hai thằng này đều thuộc nhóm nguồn vốn. Thằng nào mà tăng ghi bên có, thằng nào giảm ghi bên nợ. Như vậy mình sẽ định khoản là nợ 331 có 341 và số tiền là, các bạn xoay giúp cái chiều mũi tên của 341 xuống giúp ạ. 80 triệu, nợ 331 có 341, 80 triệu. Đúng chưa các bạn? Đây người ta gọi là định khoản kế toán đấy các bạn. Như vậy rõ ràng là
mình chính là người ngồi học, mình nhận thấy rõ nhất để định khoản được kế toán. Vậy mình phải nắm bắt được ba vấn đề cơ bản thôi. Một là đối tượng nào liên quan đến nó, đối tượng đó được mã hóa bởi tài khoản nào, và thứ ba là đối tượng đó biến động tăng giảm ra làm sao. Thì có phải là biết được thuộc được ba cái đó là mình có thể làm gì được các bạn nhỉ? Định khoản được, có đúng không? Xong chưa? Đấy là về định khoản. Thế bây giờ các bạn thử định khoản cho mình bút toán. Thanh toán tiền lương cho người lao động bằng tiền mặt. Thanh toán tiền lương cho người lao động bằng tiền mặt. Như vậy rõ ràng trong trường hợp này có hai đối tượng liên quan, đó là tiền mặt và phải trả người lao động. Khi trả lương cho họ thì phải mở két ra lấy tiền. Như vậy tiền mặt của mình giảm đi, mà tiền mặt là 111. Thứ hai là phải trả cho người lao động đang nợ tiền của họ, mà bây giờ lại trả tiền cho họ. Vậy nợ phải trả người lao động sẽ giảm đi. 334 phải trả cho người lao động thuộc nhóm nguồn vốn. Nguồn vốn mà giảm sẽ là ghi bên nợ. Tiền mặt mà giảm thuộc nhóm tài sản được ghi bên có. Vậy bút toán này của mình sẽ là nợ 334 có 111. Có đúng các bạn? Thì thay đổi một chút này, đó là thanh toán tiền lương cho người lao động bằng tiền vay ngân hàng. Thì thay vì có 111, mình sẽ thay nó bằng có và tài khoản ở đây 341. Rất nhiều công ty hiện nay vay ngân hàng bằng cách là giải ngân hóa đơn và giải ngân bảng lương đó. Đó là các bạn bảo là ngân hàng cho tôi vay là 500 triệu để tôi trả lương. Các bạn gửi cho nó bảng gì đấy? Bảng lương, tên từng người, số tiền của từng người là bao nhiêu cộng lại, nó giải ngân cho đúng số đó và nó chuyển khoản đi thôi. Và việc của các bạn là ký nhận gì với nó? Ký nhận nợ với nó. Và có phải là nhận nợ với ngân hàng đồng nghĩa với việc là nợ phải trả người lao động của mình sẽ giảm đi, có đúng không? Thì lúc đó sẽ là nợ 334 và có 341. Được chưa các bạn? Thì đấy là liên quan tới định khoản. Xong chưa các bạn? Nào có câu hỏi gì cần giải thích thêm về phần định khoản trước khi mình sang phần tiếp theo là phần chứng từ nhỉ? Có thể ngay lập tức tại thời điểm này ấy, mình chưa ngấm được cái đoạn mà tăng tài sản tăng như bên nào, đúng không? Nguồn vốn tăng như bên nào thì nó cần đòi hỏi thời gian để nó ngấm. Chính vì vậy mà mình sẽ cho các bạn một số bài tập về nhà, sẽ gửi vào mail và tranh thủ là về các bạn đọc lại tất cả những gì mà mình đã học này. Sau đó các bạn làm giúp cái bài tập đó thì các bạn sẽ củng cố thêm được cái kiến thức về kế toán để các bạn có thể định khoản để giúp mình được chưa? Không chưa? Có câu hỏi nào không? Bất kỳ phần gì nhé. Chú ý này, nó muốn học được mà các bạn lơ mơ mà chưa hiểu ấy, mà các bạn ngại câu hỏi nhé, thì nó lại càng làm cho mình đuối dần. Chứ lại không hiểu cái gì chúng ta phải hỏi ngay nhé các bạn nhé. À, không hỏi thì lại có hai kiểu. Một là không dám hỏi, có đúng không? Hai là không biết gì để mà hỏi. Thì mình mong rằng là thà là các bạn nhút nhát không hỏi còn hơn là nó rơi vào trường hợp thứ hai là không biết gì để hỏi, đúng không? Chắc làm gì đến nỗi đó đâu, đúng không? Các bạn bây giờ mình thấy các bạn giỏi rồi thì không có chuyện là không biết gì, chẳng qua là các bạn ngại nói mà thôi. Bản chất của việc đi học này các bạn, một kinh nghiệm cho thấy là không ngại sợ ai đó nói chê mình làm sai. Bởi vì các bạn có làm thì người khác biết chỉ cho bạn sai thì các bạn mới nhanh vỡ ra được. Chứ đừng ngại, cứ trong suy nghĩ của mình có thế nào mình cứ hỏi, khi mà mình hỏi mà các bạn suy nghĩ trong đầu, cái suy nghĩ đầu tiên như thế nào các bạn lẽ ra các bạn cứ nói ra. Thường là những cái mà nó bật ra đầu tiên là những cái nó trong tiềm thức của các bạn biết về nó thì các bạn cứ nói luôn ra. Nếu mà đúng thì là càng tốt, còn sai thì mình là gì thôi, sửa thôi, không có vấn đề gì cả, nhớ nhé. Câu hỏi, khi mà làm cho doanh nghiệp ấy thì khi mình chuyển tiền tài khoản cá nhân của mình và tài khoản công ty thì bị phạt như nào, có được chuyển
chuyện đấy là gì? Là vì bạn hoàn ứng lại cho công ty thì nó sẽ là nợ mùa 1, 2, có 1, 4, 1. Bạn cho công ty vay thì nó sẽ là nợ mùa 1, 2, có phải trả 3388, là phải trả lại công nhận. Phải nộp khác thường là như vậy. Nếu bạn góp vốn thì nợ 1, 1, 2, có 4, 1, 1. Nhưng bạn phải biết là bạn chuyển với mục đích gì thì nó phải định bằng cách nhau. Nhưng bạn đang hiểu là lấy tiền trong két mang đi hả? Người kia có ngân hàng nợ 112 có 111, đúng không? Nhưng trong thực tế nó lại bạn phải làm tiếp một việc nữa, vì bạn đang mình đoán này, bạn đang làm ở công ty mà tiền vốn giám đốc không góp ngay từ đầu, mà công ty thiếu tiền đến đâu thì người ta đưa tiền đến đấy để bạn để vào ngân hàng để đi nộp vào ngân hàng để diện để trả tiền. Thì lúc đó bước 1 bạn phải làm bước toán là nhận góp vốn cái đã, nợ 111 có 411, sau đó vốn tiền trong công ty có đủ thì bạn mới làm cái bước thứ hai là gì? Nợ 112 có 111, chứ không phải là mang tiền đi nộp vào tài khoản tại ngân hàng mà có một cách đi khoản đâu nhé. Mà phải hiểu đó là gì các bạn nhỉ? Mục đích của việc nộp là gì? Được chưa? Cái định khoản này là mình cứ có một cái chứng từ nào xuất là mình lại phải định khoản luôn là sổ. Đúng không? Là mình có một cái sổ nhật ký trong bên nợ bên có, là mình cứ ghi vào là ví dụ trên nợ là 3, 4. Mỗi một nghiệp vụ phát sinh đều phải có chứng từ đi kèm. Sau đó dựa vào chứng từ kế toán để ghi vào sổ nhật ký chung. Được chưa? Ví dụ 7 giờ sáng bạn có một bút toán là nộp tiền của ngân hàng, lập phiếu chi, nhận giấy báo có của ngân hàng, ghi vào nhật ký chung nợ 112 có 111. 7 rưỡi sáng chi tiền tạm ứng cho đơn vị đi công tác, bảo nó viết giấy đề nghị tạm ứng, bạn viết phiếu chi, ghi vào sổ nhật ký chung nợ 111 có 111. 8 giờ bạn lại có một bút toán khác, lại làm tương tự như thế. Thế bạn chỉ ghi chung nợ một có, thì còn với bên nội dung mình sẽ ghi rõ là chuyển tiền như nào. Gì có cột gì ghi cái đó. Được chưa? Nó sẽ có cột đầu tiên là gì? Ngày tháng ghi sổ. Cột tiếp theo là số chứng từ. Cột tiếp theo là ngày tháng của chứng từ. Cột tiếp theo là diễn giải. Cột tiếp theo nữa là tài khoản. Cột theo nữa là số phát sinh nợ. Cột tiếp theo là số phát sinh có. Và cái đó đến phần thực hành mình sẽ học cách ghi. Được chưa? Tóm lại là không phải là mình ghi chỉ đơn giản là ngày và số tiền, mà mình ghi mỗi một loại sổ nó có cái gì ạ? Mẫu riêng, tiêu đề cột là gì? Mình chỉ cần ghi tiêu đề cột là mình biết cột đó phải ghi cái gì. Được chưa? Lúc học ở đây này, ví dụ mình cho này, vay ngắn hạn 80 triệu để trả nợ công nhân cung cấp, thì bản chất cái chỗ này khi đưa vào diễn giải, chúng ta không cần đưa cái con số 80 triệu kia vào, mà chúng ta chỉ cần ghi là gì? Vay ngắn hạn trả nợ nhà cung cấp, còn con số 80 triệu kia nó sẽ được ngồi ở cột nào? Số phát sinh nợ có. Được chưa? Còn ngày bao nhiêu 22 tháng 9 thì chúng ta lại nhập vào đâu ạ? Ngày tháng của chứng từ. Đúng chưa? Chứng từ đó là gì thì nhập cái số chứng từ đó vào cột số chứng từ. Được chưa? Cái đấy người ta gọi là ghi chép vào sổ sách kế toán. Đó. Có câu hỏi gì nữa không các bạn? Nếu không thì chúng ta sang phần tiếp theo là phần chứng từ.